Xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình. Ở video lần này mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn về cái cách chúng ta xây dựng cái thứ tự nổ của một cái động cơ bất kỳ. Cụ thể thì mình sẽ thực hiện một cái video mình nói về cái bảng thứ tự nổ của động cơ 6 máy ha. Và sau đó là chúng ta sẽ nói đến về cái cách mà chúng ta xác định cái máy song hành khi chúng ta học trên trường hoặc là chúng ta làm ở ngoài các gara mà chúng ta không nắm được thì chúng ta sẽ không có làm được cái động cơ chúng ta ha. Thì cái video này nó sẽ phù hợp cho tất cả các bạn là sinh viên, các anh em là thợ đang trong quá trình mình muốn sửa chữa một cái động cơ, hoặc là cũng có thể là tất cả các anh em lái xe ha. Rồi các anh em mình xem video thứ hai hãy bấm like, subscribe ủng hộ kênh giúp mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cũng có bán phụ tùng ô tô, thì các anh em mình cần phụ tùng ô tô thì hãy liên hệ với mình 038 9898 100. Mình chuyên cái dòng là xe Hyundai ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào thực hiện cho tất cả các anh em mình cùng biết ha. Thì bây giờ mình sẽ nói cho tất cả các anh em mình biết về các bước để lập nên một cái bảng thứ tự công tác của một cái động cơ bất kỳ ha. Thì bước đầu tiên là chúng ta xác định một cái góc lệch công tác giữa các máy. Cụ thể ở ví dụ này thì chúng ta có động cơ 6 máy ha. Đấy, các bạn đã biết là chúng ta sẽ xác định cái góc phi này, lệch công tác. Góc phi nó sẽ bằng là 360 nhân 2 chia cái y ha. Thì cái y này thì nếu mà động cơ 6 máy thì chúng ta chia cho 6 ha. Nếu 4 máy thì chúng ta chia 4, và nếu 5 máy thì chúng ta chia cho 5 ha. Tùy theo cái số lượng máy mà chúng ta chia. Số 360 có nghĩa rằng là nếu động cơ 2 kỳ thì cái số này chúng ta không cho nhân cho 2 nữa mà chúng ta nhân cho 1 ha. Còn nếu mà động cơ 4 kỳ thì chúng ta nhân cho 2 thì nó sẽ ra là bằng 720 độ ha. Thì 720 độ chúng ta chia cho 6 máy thì nó sẽ bằng 120 độ. Đó là cái góc lệch công tác giữa các máy. Góc lệch công tác này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là khi máy 1 nổ thì sau 120 độ thì máy tiếp theo nó sẽ nổ, và tiếp theo nữa sau 120 độ nữa thì các máy tiếp theo nó sẽ nổ. Nó nổ khi nào tới 6 máy thì thôi, nó sẽ quay lại cái máy đầu tiên, nó sẽ nổ lại. Cái ý nghĩa của cái góc phi này thì nếu mà góc phi này còn ngày còn nhỏ đi thì động cơ chúng ta nó sẽ còn ngày còn êm. Cái thứ hai nữa, cái bánh đà nó sẽ còn ngày còn nhỏ đi ha. Đấy. Rồi bước tiếp theo là chúng ta xác định thứ tự nổ của động cơ. Một cái động cơ chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải biết được là cái động cơ chúng ta phải bao nhiêu xi lanh, và cái thứ tự nổ của nó, thứ tự làm việc của các xi lanh là như thế nào ha. Đấy, ví dụ như động cơ này, động cơ 6 máy mình đang thực hiện này, động cơ 6 máy ha, và cái thứ tự nổ của nó là 153624. Tiếp theo nữa, sau khi mà chúng ta xác định được cái thứ tự nổ của động cơ rồi thì chúng ta sẽ vẽ cái bảng thứ tự công tác ra. Cụ thể mình sẽ vẽ cái thứ tự công tác ở động cơ 6 máy cụ thể nó như thế này ha. Bên cái hòn bên này thì chúng ta điền số xi lanh của động cơ ha. Động cơ chúng ta 6 máy thì chúng ta điền là 6 máy 1 2 3 4 5 6 ha. Ở bên cái cột này thì chúng ta điền là nửa vòng 1, nửa vòng 2, nửa vòng 3, nửa vòng 4. Thì động cơ chúng ta là động cơ 4 kỳ thì nó sẽ có 720 độ, có nghĩa là từ động cơ chúng ta quay một vòng thì nó sẽ hết 360 độ, được chưa? Quay tiếp theo một vòng tiếp theo nữa nó sẽ thêm 360 độ nữa, thành ra là 720 độ. Thì để cho động cơ chúng ta thực hiện tất cả các chu trình hút, nén, nổ, xả thì nó phải được 2 vòng quay của trục khuỷu thì nó mới thực hiện hết cái chu trình. Cho nên ngay chỗ này chúng ta sẽ có nửa vòng quay số 1, nửa vòng quay số 2 là 1 vòng, nửa vòng quay số 3 và nửa vòng quay số 4 nó sẽ được 1 vòng nữa là 2 vòng. Tương ứng với cái góc từ 0 độ tới 180 độ thì có nghĩa rằng là cái piston chúng ta sẽ di chuyển từ điểm chiếc trên xuống điểm chiếc dưới, và từ 180 độ đến 360 độ thì piston chúng ta đổ chiều chuyển hướng từ điểm chiếc dưới đỉnh điểm chích trang 360 độ đến 540 độ thì động cơ chúng ta sẽ thực hiện một chu trình từ điểm chích trang xuống điểm chích dưới ở cái góc 540 độ đến 720 độ thì piston chúng ta sẽ di chuyển từ điểm chích dưới lên điểm chích trang để thực hiện một cái chu trình công tắc. Và tại vì cái động cơ chúng ta có thứ tự nổ là 153624 thì cái máy 1 nó sẽ nổ ở cái vị trí là 0 độ đến 180 độ nó sẽ nổ. Tiếp theo là chúng ta ở máy số 5. Đấy. Khi máy nam nổ thì các anh em mình hãy để ý máy nam nổ với điều kiện là nó phải lệch 120 độ. Sau khi máy 1 nổ được 120 độ thì máy số 5 sẽ nổ, tiếp tục nổ. Nó nổ thì nó sẽ từ điểm này tới điểm này nó vẫn là 180 độ thì mình điền ở cái xi lanh số 5 vị trí này là nổ. Tiếp theo cũng tương tự là máy số 3. Máy số 3 thì sau máy số 5 nổ được 120 độ thì máy số 3 nó tiếp tục nó sẽ nổ và nó sẽ rơi vào cái vị trí là 240 độ nó sẽ bắt đầu nó nổ. Tiếp theo ở xi lanh số 6 thì số 6 này nó sẽ lệch với số 3. Đấy là ở 360 độ. Đấy thì nó cái máy số 6 này sẽ nổ và chúng ta sẽ vẽ chữ nổ vào trong này. Đấy. Tiếp tục cái máy số 2 nó cũng lệch máy số 6 120 độ nữa thì nó sẽ ra vào 480 độ nó bắt đầu nó sẽ nổ. Tiếp theo cái máy số 4 này nó sẽ nổ sau cái máy số 2 này là 600 độ, từ 600 độ đến 660 độ này nó sẽ bắt đầu nó nổ. Nó nổ và nó sẽ kéo lên trên vị trí này. Đấy, kéo lên ở cuối kỳ này nó nổ. Rồi tiếp tục sau khi nó chúng ta đã xác định được 6 máy này nó nổ là 1 5 3 6 2 4 thì chúng ta hãy tiếp tục cái bước tiếp theo là chúng ta điền vào điền nổ xong rồi tới xả, tới hút, nén. Ở cái máy nam chúng ta cũng phải điền như vậy Đấy, máy nam chúng ta sau khi nổ thì chúng ta cũng phải điền là xả, hút, nén. Ở kỳ nén này nó sẽ kéo dài qua bên trên này nữa Đấy, tương tự ở máy 3 cũng vậy, chúng ta cũng phải điền là nổ xong rồi xả, hút rồi để nén Đấy. Rồi ở máy số 6 cũng vậy, nổ xả rồi thì sẽ hút và nén. Đấy. Máy 2 cũng vậy, nổ xả xong rồi thì sẽ hút và nén. Đấy. Ý nghĩa của cái bảng thứ tự nổ này là chúng ta nhìn vào bảng thứ tự nổ này chúng ta sẽ biết được là cái vị trí, ví dụ như ở vị trí 0 độ này thì máy 1 bắt đầu nổ, đúng không ạ? Thì máy 2 là xô bắp xả nó đang làm việc, đúng không ạ? Đấy, máy số 3 là xô bắp hút nó đang làm việc. Máy số 4 là ở giai đoạn cuối, gần cuối kỳ nổ. Máy số 5 là đang giai đoạn nén. Đó. Máy số 6 là đang giai đoạn hút. Đấy. Nhìn vào bảng thứ tự nổ này để chúng ta xác định được cặp máy song hành, và chúng ta nhìn vào thứ tự nổ này chúng ta có thể biết được là chúng ta chỉnh để chúng ta chỉnh được số bát cho nó chuẩn Rồi máy song hành là hai cái máy mà nó có cái chiều piston đi lên hoặc đi xuống, nhưng mà cái nhiệm vụ của nó là nó khác nhau. Ví dụ ở máy 1 và máy 6 này các anh em mình đều thấy là mũi tên đi xuống này, có nghĩa là từ vị trí 0 độ đến 180 độ là cái piston chúng ta đi từ điểm chích trên xuống điểm chích dưới. Nhưng mà ở máy 6 là cũng thực hiện cái chu trình là từ điểm chích trên xuống điểm chích dưới, nhưng mà thực hiện cái chu trình hút Còn ở máy số 1 này thực hiện cái chu trình nổ. Đấy. Thì tương tự cái máy số 2 và máy số 5 này, máy số 2 này nó cũng thực hiện cái chu trình nổ, piston đi từ điểm chích trên xuống điểm chích dưới, và máy số 5 này cũng piston đi từ điểm chích trên xuống điểm chích dưới nhưng mà thực hiện cái chu trình hút. Đấy. Tương tự cái ở máy số 3 và máy số 4 này nó cũng vậy, nó cũng thực hiện cái máy số 3 thực hiện chu trình nổ ha, piston đi từ điểm chiếc trên xuống điểm chiếc dưới, và máy số 4 là đi từ điểm chiếc trên xuống điểm chiếc dưới nhưng mà thực hiện chu trình hút, thực hiện giảm qua. Nếu mà cái piston nào mà nó trùng với cái đường đó, có nghĩa cản ngon cái đường qua, nó trùng cái này, đây là có một điểm trùng rồi ha, đây này, cái đường này nó sẽ nằm với cái đường này, nằm trên một đường thẳng này đó, thì cái xi lanh của máy này và máy này, máy 1 và máy 6 nó sẽ song hành với nhau. Tương tự giống như vậy, máy số 3 và máy số 4 song hành thì các anh em mình hãy đạt cái đây, cải cái thước để ngon qua. Nếu mà nó thẳng hòn như thế này thì hai máy đó là máy song hành ha. Tương tự chúng ta cũng đạt cái việc thước cải ngon chúng ta qua máy số 2 này, cản ngon qua đây thì nó sẽ trùng với cái đường thẳng này, thì có nghĩa rằng là cái máy số 2 và máy số 5 này nó sẽ là máy song hành. Đấy, đó là cái cách chúng ta xác định được cái máy song hành. Đó là cái cách đầu tiên mà chúng ta xác định được cái máy song hành. Cách thứ hai chúng ta xác định được máy song hành như sau. Trước tiên chúng ta hãy vẽ một cái đường tròn ha, đấy, và chúng ta đặt cái góc lệch công tắc vào. Sau khi chúng ta đã xác định được ba cái điểm này rồi thì chúng ta hãy điền theo thứ tự nổ của động cơ chúng ta, điền số 1. Đấy, xong rồi chúng ta điền số 5, tiếp tục điền tới số 3 là có nghĩa 1, 5, 3. Tiếp tục chúng ta điền số 6 ở vị trí này ha. Tiếp tục chúng ta điền số 2 ở vị trí này ha. Tiếp tục chúng ta điền số 4 ở vị trí này. Đấy, thì chúng ta sẽ xác định được cặp 1, 6, máy 1 và máy 6 song hành ha. Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ xác định được máy 2 và máy 5 song hành ha. Tiếp tục chúng ta xác định được máy 3 và máy 4 song hành. Đó là cách thứ hai chúng ta xác định được cặp máy song hành. Và một cách nữa đó là chúng ta hãy ghi cái dòng số này ra. Đây, chúng ta ghi 153. Đấy, rồi tiếp tục chúng ta ghi là 624 ở phía dưới ha. Chúng ta chia đôi cái này ra, chia đôi cái hòn của thứ tự nổ này ra và chúng ta hãy ghi xuống ha. 153 là hòn số trên, 624 hòn phía dưới. Thì lúc này chúng ta sẽ đọc rằng là số 1, số 6 song hành, và số 5, số 2 song hành, và số 3, số 4 song hành ha. Đấy, thì đó là cái cách mà chúng ta xác định được tất cả các cặp máy song hành ha. Hy vọng rằng là cái nội dung của video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn là sinh viên, tất cả các anh em thợ ha. Đấy, thì nếu mà mình làm bên máy mà mình không biết về cái bảng thứ tự nổ này là chúng ta đã mất đi một cái cơ hội rất lớn ha. Rồi các bạn xem video thấy hay hãy bấm subscribe và bấm hình quả chuông á, thì chúng ta sẽ khi mà mình đăng video thì các bạn sẽ là người xem được video đầu tiên ha, cái nội dung mình muốn chia sẻ. Thì cái kênh của mình á, thì mình thực hiện cái kênh này với mục đích là chia sẻ những kiến thức cơ bản và từ lý thuyết đến thực tế của ô tô của chúng ta ha. Các anh em là sinh viên, các anh em là thợ mà muốn học hỏi thì hãy bấm like, bấm subscribe kênh để biết thêm nhiều cái hữu ích hơn nữa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Các anh em muốn cần mua phụ tùng ô tô hãy liên hệ với bên mình 038 989 8100. Số điện thoại của mình có Zalo. Các anh em mình muốn tư vấn gì về ô tô thì hãy liên hệ với bên mình ha. Rồi xin chào.